chỉ có khi đã mất ta mới vội tìm cách giữ, chỉ đến khi xa lìa ta chợt quen lúc có nhau. Còn đau là còn yêu, tại sao để cách xa thế này, nói buông tay mà lòng còn vương tiếc nuối. Đẹp quá. Chẳng phải do ai sai, ta chỉ vội tìm người đứng, chẳng ở đâu xa vời, chỉ cần nghe con tim cất lời. Mình gặp nhau là duyên số, phải gìn giữ đến khi thành phần, rồi ta đánh mất nhau chỉ vì em lặng im. Giá như đừng cố chấp, giá như đừng buông tay, chỉ vì em là yêu khiến ta chẳng thể hiểu nhau. Im lặng là mất hết, im lặng là vô tâm, hãy cho nhau lý do trở lại thay vì làm tổn thương nhau. Chỉ có khi đã mất ta mới vội tìm cách giữ, chỉ đến khi xa lìa ta chợt quen lúc có nhau. Còn đau là còn yêu, tại sao để cách xa thế này, nói buông tay mà lòng còn vương tiếc nuối. Chẳng phải do ai sai, ta chỉ vội tìm người đúng, chẳng ở đâu xa vời, chỉ cần nghe con tim cất lời. Mình gặp nhau là duyên số, phải gìn giữ đến khi thành phần, rồi ta đánh mất nhau chỉ vì em lặng im. Giá như đừng cố chấp, giá như đừng buông tay, chỉ vì em là yêu lặng im giết chết con tim. Cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo dành những số điểm cho Ôn Vĩnh Quang. Thời gian bắt đầu.
Xin cảm ơn 100 khán giả và 3 vị giám khảo. Vâng, chắc là quý vị cũng đã nhận chàng trai trong câu chuyện mà Nguyễn Khang đã kể, đó chính là Ôn Vĩnh Quang, đúng không ạ? Cái ca khúc vừa rồi cũng là cái ca khúc đầu tiên trong cái sự nghiệp âm nhạc của em, và cũng chính là ca khúc viết về cuộc đời của em. Một chàng trai đã trải qua rất là nhiều cú sốc, tình yêu có rất là nhiều lý do quý vị. Họ chia tay bởi vì họ biết chắc rằng mình có tiếp tục đi nữa thì cũng không thể mang lại hạnh phúc được cho người kia. Và anh hy vọng rằng người ấy ở nơi xa sẽ cảm thấy được hạnh phúc với sự thành công của em. Cảm ơn em. Cảm ơn. Và Nguyễn Khang xin mời cảm xúc của giám khảo Ý Lan. 2 năm rồi. Cô tưởng rằng là những cảm xúc này nó đã trở thành kỷ niệm trong ký ức của cô. Khi mà cô biết được nỗi mất mát to lớn của con trong tình yêu, bây giờ cảm xúc nó lại trở lại thêm một lần nữa, hình như mạnh hơn nữa. 2 năm trước con hát còn những rụt rè, con còn muốn giữ lại cho con. Lần này cô có cảm tưởng con muốn cho mọi người biết hết về con rồi. Lần này con hát với sự tự do hơn trong cái đau của con, cho nên cái cảm xúc này nó khác và nó rào rạt và nó mạnh hơn trong cô nhiều lắm. Cảm ơn con đã chia sẻ một thứ tình yêu mà cô nghĩ rằng nó đòi hỏi mọi người hiểu về mình một cách khác biệt và có một cái độ dày của đời sống để mà hiểu con, để mà hiểu cái thứ tình yêu mà con đã đi qua và cái sự mất mát mà con đã phải trải qua. Cô xin lỗi, cô chỉ có thể nói được bấy nhiêu đây, những cái điều mà cô đang còn giữ lại ở trong mình. Cảm ơn con cho những cảm xúc vừa qua mà con đã đưa đến cho cô thêm một lần nữa. Cô chúc con hạnh phúc với những điều mà con đang có, cho dẫu đó là hình ảnh, cho dẫu đó là kỷ niệm, nhưng điều đó nó là hạnh phúc của con. Xin cảm ơn nhân cả Ý Lan. Anh muốn hỏi Quang là khi mà em ra mắt album này á, thì em có chia sẻ cái món quà này với người yêu đã mất của mình không? Khi mà em ra mắt cái MV đầu tay này, đưa cái câu chuyện của mình vào âm nhạc, nó thật sự cũng không phải là một cái sự kể lể về một câu chuyện đã qua. Bởi vì đó chính là cái sản phẩm và cái ca khúc đầu tiên được viết dành riêng cho mình, để em thể hiện được cái ý nghĩa và cái sự trân trọng của em đối với người yêu của mình. Và cũng qua ca khúc này, em cũng mong đây là một lần cuối cùng mà em muốn nhắc lại cái quá khứ. Nó tuy đẹp nhưng nó lại hơi gây cho người khác một cái sự đau lòng. Và em muốn từ ngày hôm nay em sẽ mở ra một cánh cửa mới để tạm thời khép lại những cái gì của quá khứ và em để nó lại ở trong đây. Và em sẽ xuất hiện trước mặt quý vị, hát cho quý vị nghe bằng một Ôn Vĩnh Quang với một cái tình cảm mới hơn, một cái con người mới, một tư duy mới. À, cái ca khúc này nó không phải là cái sự kết thúc của quá khứ, mà nó là một cái cánh cửa mới mà em muốn mở ra cho tương lai của mình. Em cảm ơn mọi người. Nguyễn Khang muốn nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Mà bây giờ thì anh bắt đầu hiểu là tại sao anh có từng tốt với em. Em có trái tim rất là to lớn. Anh nghe câu chuyện của em, anh rất là đồng cảm. Anh đã từng có một mối tình cũng khá ngắn, nhưng mà mỗi lần người đó mà không có, tại vì ở xa, mỗi lần người đó tự nhiên biến mất khoảng mấy ngày á, là anh bắt đầu trong đầu nghĩ tùm lum chuyện xảy ra hết trơn. Một tuần chưa được, 2 tuần chưa được, rồi 1 tháng không được, rồi sẽ như thế nào? Nó chỉ mới là tưởng tượng thôi, mà anh đã cảm giác là anh sẽ không chịu được. Cho nên không thể hình dung được là cái 1 năm đó của em là như thế nào. Cho nên thực sự là cảm ơn em rất nhiều khi em đã chia sẻ câu chuyện này cho mọi người. Vì thế là anh rất mong cái cánh cửa mới nó mở ra cho em sẽ rất là tuyệt vời, và tin chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời cho em. Cảm ơn. Cảm ơn anh Dũng. Không biết là chị Miu có chia sẻ điều gì không? Tôi tâm đắc vô cùng với những lời nói mà ông Vĩnh Quang chia sẻ. Em biết rằng một mối quan hệ đã đến lúc chuyển hóa. Và đến lúc này chúc mừng ông Vĩnh Quang chọn lựa không phải để khép nó lại, mà trân trọng đặt vào một cái hộp và trân trọng sống tiếp. Đừng ngược đãi đời sống nữa. Hãy từ chối là nạn nhân. Chúc mừng em. Cảm ơn. Người hoa
nào dẫm nát tới bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cơn giông dưới cánh đồng, vì trên lưng công hoàng những vết roi vẫn in hằng. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình, ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên. Giọng hát hai phong cách khác nhau đã thổi lửa sân khấu, khiến cho ban giám khảo phải đứng dậy vỗ tay với phần trình diễn quá tuyệt vời vừa rồi ạ. Chúng ta nghĩ rằng là song ca là những cặp nam nữ và ca về tình ái, nhưng chưa bao giờ âm nhạc được chuyển thể như thể là một môn thể thao đối kháng giữa hai thế hệ, nhưng lại tôn và đẩy nhau để chúng ta ngày hôm nay được một lần nữa chiêm ngưỡng tác phẩm này dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ. Vâng, hoàn toàn đồng ý với chị Trác Thiêm Yêu. Chỉ thiếu có cái mũ cà bồi với lại con ngựa nữa thôi là chúng ta đã thấy là anh Việt với lại anh Dũng đã xong phi ra thể hiện ca khúc Vết Thù Trên Ngựa Hoang. Thưa quý vị, và ngay giờ Nguyễn Khang xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo sẽ dành điểm số cho phần thể hiện của hai ca sĩ vừa rồi. Thời gian bắt đầu.
Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Nguyễn Khang xin mời cô Ý Lan sẽ nhận xét cho hai giọng ca khủng này ạ. Bài hát này lại một lần nữa làm cho chúng tôi khổ, khổ lắm cơ. Trong tiếng hát của anh Chi Bình luôn luôn cho tôi sự yên tâm. Yên tâm và yên ổn là bởi cái kinh nghiệm sống của anh đã trải qua trong cuộc sống của anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn về Ôn Vĩnh Quang, cô nghĩ rằng là con là một con ngựa nhỏ, trẻ, cho nên con có những cái chướng của con, có những cái nốt con phá cách, và khi con giận, trên lưng nó hồi, rồi để lại những vết thù. Tất cả những cái điều đó con đã nhấn mạnh và rất mạnh trong những cái câu hát đó, và làm cho cô cái cảm xúc nó có tăng và nó có giảm. Cô chúc mừng trong phần trình diễn của con. Vâng, cảm ơn nữ danh ca Ý Lan. Một lần nữa lại cũng xin được phỏng vấn với lại giám đốc âm nhạc. Khi mà chọn cái nhạc phẩm này, trong lòng anh nghĩ là lợi thế sẽ nghiêng về sự am hiểu của người sống trong thời cuộc, vốn là nằm ở phía nghệ sĩ Chí Bình, hay rằng là cái chất gựa chứng sẽ là vũ khí sở trường cho tiếng hát của ông Vĩnh Quang để thể hiện nhạc phẩm này? Khi việc chọn bài hát Ngựa Hoang này á, thì cũng là một cái sự đắn đo lớn. Giống như chị Y Lan nói á, là anh Chí Bình á, là hát trong phạm vi an toàn, một cái biên độ rất an toàn, không cho người khác khó chịu với cái cách chừng mực của mình. Còn Ôn Vĩnh Quang á, thường á, em hát những cái bài ruột thì rất là hay, nhưng khi thử thách một cái bài hát mới thì cảm thấy trên bên, và con ngựa này nó trở thành hoang mà hoang được. Cho nên á, chính vì cái điểm yếu của hai người này như thế, việc muốn hai người cởi một con ngựa mới. Và thật sự khi mà Ôn Vĩnh Quang hát lên, em làm cho mọi người và kể cả anh Việt rất là hài lòng. Còn anh Bình thì một cái sự trải nghiệm, chắc chắn rằng có thể là anh chưa hát bài này, nhưng thế hệ của anh nghe mấy chục năm, nó đã thấm vào trong máu anh rồi. Trong đêm hôm nay, hai người hát, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Còn anh Hồ Trung Dũng nãy giờ Nguyễn Khang thấy anh suy nghĩ, anh đăm chiêu. Tại vì Nguyễn Khang biết chắc là anh cũng đang khó trong cái bài toán của mình. Chính cái câu là ngựa hoang đầy những cái vết thương ở trên lưng, những cái vết hằn trên lưng ngựa hoang. Và theo Dũng nghĩ thì vào tâm lý, nếu mà mình bị hằn nhiều như vậy rồi á, mình sẽ trở nên chai hơn. Mình sẽ không có đau nhiều quá nữa. Mình nhìn mọi việc nó sẽ bình thản hơn, cái đau nó sẽ sâu hơn. Và vì thế mà trong vòng thi này, Dũng xin được phép cho điểm cao hơn với chú Chí Bình. Xin cảm ơn anh. Chúng ta vẫn chưa biết là chú ngựa nào sẽ về đích trong cuộc đua tại trường đua của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời kết quả từ phía ban tổ chức. Thưa quý vị, nhìn vào điểm số của ban giám khảo dành cho hai gương mặt trên sân khấu, chú Nguyễn Chí Bình và Ôn Vĩnh Quang, có một điều đặc biệt, đó chính là cả hai đều nhận được số điểm của ban giám khảo khá là gần nhau, chỉ chênh lệch nhau có 0,5 điểm mà thôi. Trong khi đó thì số điểm của khán giả dành cho cả hai thì lại có sự chênh lệch khác biệt. Một người nhận được 8,5 và một người nhận được 7,4 từ phía khán giả. Trong đó, thí sinh giành chiến thắng trong phần thi này nhận được đến 2,10 từ phía ban giám khảo. Tổng điểm của người đứng ở vị trí số 2 là 36,4 và gương mặt còn lại cách biệt với 38 điểm. Và chúng tôi xin chúc mừng người đã nhận được chiến thắng trong cuộc đua ngày hôm nay. Xin chúc mừng Ôn Vĩnh Quang, xin chúc mừng. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ Chí Bình đã đến với người hát cùng ca. Anh sẽ khổ đau rất nhiều, mà tại sao
không thể ngăn yêu, con tim nào đã rất buồn. Lòng tự trách anh chỉ là người đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người. Dù tay lạnh cũng đã được cầm tay, cũng ngọt ngào chiếc hôn. Lòng anh sợ lắm câu nói trên môi ai quá ngọt ngào, vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh tin ngóc ngách, anh luôn tin vào tình yêu, một lối ra từ nơi u tối. Rời vòng tay em vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời. Anh chỉ là người đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người. Dù tay anh cũng đã được cầm tay, cũng ngọt ngào chiếc hôn. Lòng anh xa lắm câu nói trên môi ai quá ngon ngào, vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh tin ngóng ngách, anh luôn tin vào tình yêu, một lối ra từ nơi u tối. Rời vòng tay anh em vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời. Lòng anh xa lắm câu nói trên môi ai quá ngọt ngào, vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh tin ngóc ngách, anh luôn tin vào tình yêu, một lối ra từ nơi u tối. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời. Chúc mừng ông Vĩnh Quang. Cảm ơn bạn guitar. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đứng Sau Hạnh Phúc. Xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo sẽ dành những điểm số dành cho ca sĩ ông Vĩnh Quang. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được mời Trái Tim Thổn Thức sẽ chia sẻ đôi điều. Xin mời danh ca Ý Lan. Lại một lần nữa, tối nay con lại làm cho trái tim cô khóc.
Cảm ơn con đã truyền tải một bài hát hoàn hảo cho tai nghe cô, cho cảm xúc cô, cho cả thân hình của cô. Cảm ơn con rất nhiều. Âm nhạc là thứ thật là tuyệt vời, phải không ạ? Và một trái tim lạnh lẽo đã đi qua rất nhiều bản tình ca và tất cả những sở trường sở đoạn của tất cả các thí sinh, tất cả các cuộc thi. Xin mời ý kiến của giám đốc âm nhạc Vũ Việt. Quang bắt đầu như trái chín muốn rụng xuống để tỏa hương âm nhạc cho mọi người nghe. Và bài hát vừa rồi cũng đã minh chứng cho điều đó. Quang rất chữ chạc và rất nhẹ nhàng, cứ từ từ mà hát, không quan tâm những điều xung quanh. Quan tâm nhất của Quang là được hát cái cảm xúc của mình. Cảm ơn ông Vĩnh Quang. Thế còn với nam ca sĩ Hồ Trung Dũng, lần này thì anh cũng rất là tập trung. Em chọn bài rất thông minh, giai điệu rất dễ nghe, dễ vào lòng người, dễ chinh phục khán giả trẻ ở đây. Và cách xử lý của em cũng vậy, em đã chọn một guitar để đối lập với mọi người, thể khoe được những cái điểm hay nhất trong giọng hát của em. Và nó lộ ra được những cái xử lý rất là nhỏ khi mà em nói thì thầm, để nó tương phản với phần sau. Em hát nó hơi hàn lâm hơn một chút. Em điều khiển guitar, chứ em không để guitar điều khiển em. Đó là những cái bản lĩnh cộng thêm cái giọng hát của em. Anh không biết 3 năm trước thế nào, so với lần trước anh gặp em thôi là đã vững chãi hơn rồi. Cho nên là anh thấy đó, tiến bộ rất là lớn, anh rất là thích. Xuống từng bước chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quên lãng, chân dấu đi vết đầu ngày tháng, chơi với cánh chim bay, thời gian in hàng bao đổi thay, dừng dừng đôi bàn tay, tôi yêu thương trong từng nỗi sầu. Bao lần ta mơ ước dừng bước chân lãng dù mỏi mòn, khi tình yêu lên tiếng trong hát năm bấy lâu tìm kiếm, đã nắm giữ trong tay để rồi tan thành theo khói mây. Dừng dừng đôi bàn tay vẫn trong mong tình yêu về đây. Dừng chân dưới bóng cây, đón yêu thương quanh ta vơi đầy, chờ mong những phút giây giữa chân thiên đường ta đang thấy. Bước chân lãng dù mỏi mòn, khi tình yêu lên tiếng sau tháng năm bấy lâu tìm kiếm, đã nắm giữ trong tay để rồi tan thành như khói mây. Dừng dừng đôi bàn tay vẫn trong mong tình yêu về đây. Dừng chân dưới bóng cây, đón yêu thương quanh ta vơi đầy, dừng chân giữa phút giây giữa chốn thiên đường ta đang thấy.
ngày xưa biến xoay không như bây giờ biển là hoang vắng. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau, tình em quá lớn với những đam mê làm nên hoang tráng. Sống gieo nạo nề hai ông không về, vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan, ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cả. Chẳng xóa đôi niềm biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau, tình em quá lớn với những đam mê làm nên hoang tráng. Sau gieo đạo nề hai âu không về, vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan, ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cả. Yeah.
đời xa. Đến với nhau một cái khúc nhạc ngoại lời Việt với phần hỗ trợ vũ đoàn. Em chỉ kịp thời nhảy khúc cuối chạy lên chung với ban giám khảo được tí xíu. Và thấy ban giám khảo sung quá. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của các khán giả, hội đồng bình luận và ban giám khảo dành cho cặp đôi này. 15 giây bắt đầu. Thưa quý vị, Nguyễn Khang còn nhớ cái ca khúc này tên tiếng Anh của nó là Touch by Touch và đã viết lời Việt với phần thể hiện, và lần đầu tiên quý vị thấy hai thí sinh nam còn sót lại của chúng ta nhảy trên sân khấu, và Nguyễn Khang rất là thích cái phần phối hợp của các bạn, nó đáng yêu, nó rất là dễ thương. Và bây giờ Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời ca sĩ Hoàng Bách, người đã khởi xướng cho phong trào giám khảo nhảy. Xin mời anh. Hát nó phải như vậy, nó phải máu như vậy, mà bài nhảy mà bắt người ta nhảy như vậy. Lần này là tôi không phải là bị hấp dẫn bởi chị Ý Lan đâu nha, mà tôi bị hấp dẫn bởi hai anh này. Đó, hai anh làm quá sùng, làm quá tuyệt vời. Đó, phải như thế này mới đã. Thế nào nhỉ? Các bạn làm tôi nhảy cái tôi cũng quên mất, không biết là các bạn hát phô, hát chênh, hát sai nốt hay là sai nhịp cái gì, nói chung tôi chẳng thấy gì nữa. Chắc thôi, ở đây có cái nốt vàng vàng này. Vàng vàng, nó giống như đúng như hai bạn ở trên sân khấu đó. Số 10 trên sân khấu, tặng hai bạn luôn. Dễ thương quá. Sau đó thì thấy danh ca Ý Lan quay qua kéo nhạc sĩ Đức Huy đứng lên nhảy, và anh Huy cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Mời anh Huy chia sẻ. Tôi rất thích màn song ca này, và tôi rất thích thú khi thấy số 1 với số 0 nhảy. Nhưng mà nó lại rất ăn khớp với nhau anh. Vâng, và nó nhẹ nhàng, nó không có cái gì gọi là cố tình gây ấn tượng, nhưng mà chính thế là mà nó là làm tôi rất thích thú. Xin thành thật chúc mừng hai bạn một màn diễn rất thành công. Ngồi hòa hình người tình trên bãi cát vàng, hình dáng em ngoan, nụ cười ôi mến thương. Rồi trời mịt mù, làn mưa rồi xóa nhòa, hình dáng nên thơ chìm dần trong bão mưa. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Chỉ còn hòa hình người tình trên bãi cát vàng, hình dáng em ngoan, nụ cười ôi mến thương. Rồi tìm hoài, rồi như ngồi ngóng đợi, người hỡi có ai tìm em giúp tôi. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên. Chỉ còn ngồi hòa hình mặt người trên nền cát mềm, nằm chết em chìm dần trong nước lên. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên.
rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu, rồi anh sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên, rồi anh sẽ hét lên. Thưa quý vị, Úc Vĩnh Quang với ca khúc gọi tên người yêu Alin. Quý vị vừa đến với một bản tình ca Pháp lời Việt rất lãng mạn, ca khúc Alin với phần thể hiện của thí sinh Ôn Vĩnh Quang. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả, hội đồng bình luận và 3 vị giám khảo. 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn các vị giám khảo, hội đồng bình luận và khán giả. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét. Xin mời nam ca sĩ Hoàng Bách. Xin chào em, phải nói là thế này, anh rất thích cái giọng của em. Anh rất thích giọng của em và anh nghĩ là ai là cái người chọn bài cho em ngày hôm nay là cái người nắm rất là rõ cái điểm mạnh trong giọng của em. Nhưng có những cái vấn đề như sau mà đối với anh nó hơi lớn. Những cái nốt đặc trưng vào ngay đầu bài thì em lại không hát đúng. Và cái lần hát lại em cũng không hát đúng. Thì nếu mà mình hát sai một lần và lần thứ hai mình hát lại đúng, lần thứ ba mình hát đúng, thì người ta có thể nói là mình xử lý theo cái cách của mình, cái đó châm trước được. Nhưng nếu cả ba lần cái bài này có cái nốt da 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 thì em không hát được cái nốt nửa cung đó, da 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 da, nó rất đặc trưng của bài này. Xin hát lại đi. Ngồi hòa hình người tình. Trên đó hát lại cái câu đó. Hát lại câu đó. Ngồi hòa hình người tình. Ngồi hòa hình là nó chênh lên. Của đúng người ta là ngồi hòa hình người tình. Nó rất đặc trưng của bài này. Thì em nên để ý lại. Tại vì có những cái nó đã là mặc định nó thuộc về cái bài này như vậy rồi. Nếu mình hát sai thì nó không còn là cái bài này nữa. Cho nên là anh thấy hơi tiếc. Anh không cảm được nhiều lắm với bài hát này. Anh nghĩ là em chỉ cần nghe thêm bài hát này một vài lần nữa để em cảm được cái hồn của nó thì câu chuyện nó sẽ khác rất nhiều trên sân khấu ngày hôm nay. Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cơn giông dưới cánh đồng, vì trên lưng công hoàng những vết soi vẫn in hằng.
trên đùi và trên lưng nó hôi còn nguyên những vết thương. Nhưng thầy làm ngựa hoang trên vùng ngùng và trên lưng nó hôi còn nguyên ngựa hoang. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai giọng hát, hai phong cách khác nhau đã thổi lửa sân khấu, khiến cho ban giám khảo phải đứng dậy vỗ tay với phần trình diễn quá tuyệt vời vừa rồi ạ. Chúng ta nghĩ rằng là song ca là những cặp nam nữ và ca về tình ái, nhưng chưa bao giờ âm nhạc được chuyển thể như thể là một môn thể thao đối kháng giữa hai thế hệ, nhưng lại tôn và đẩy nhau để chúng ta ngày hôm nay được một lần nữa chiêm ngưỡng tác phẩm này dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ. Vâng, hoàn toàn đồng ý với chị Trác Thiêm Yêu. Chỉ thiếu có cái mũ cà bồi với lại con ngựa nữa thôi là chúng ta đã thấy là anh Việt với lại anh Dũng đã xong phi ra thể hiện ca khúc Vết Thù Trên Ngựa Hoang. Thưa quý vị, và ngay giờ Nguyên Khang xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo sẽ dành điểm số cho phần thể hiện của hai ca sĩ vừa rồi. Thời gian bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Nguyên Khang xin mời cô Ý Lan sẽ nhận xét cho hai giọng ca khủng này ạ. Bài hát này lại một lần nữa làm cho chúng tôi khổ, khổ lắm cơ. Trong tiếng hát của anh Chi Bình luôn luôn cho tôi sự yên tâm. Yên tâm và yên ổn là bởi cái kinh nghiệm sống của anh đã trải qua trong cuộc sống của anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn về Ôn Vĩnh Quang, cô nghĩ rằng là con là một con ngựa nhỏ, trẻ, cho nên con có những cái chướng của con, có những cái nốt con phá cách, và khi con giận trên lưng nó hồi rồi để lại những vết thù, tất cả những cái điều đó con đã nhấn mạnh và rất mạnh trong những cái câu hát đó, và làm cho cô cái cảm xúc nó có tăng và nó có giảm. Cô chúc mừng trong phần trình diễn của con. Vâng, cảm ơn nữ danh ca Ý Lan. Một lần nữa lại cũng xin được phỏng vấn với lại giám đốc âm nhạc. Khi mà chọn cái nhạc phẩm này, trong lòng anh nghĩ là lợi thế sẽ nghiêng về sự am hiểu của người sống trong thời cuộc, vốn là nằm ở phía nghệ sĩ Chí Bình, hay rằng là cái chất gựa chứng sẽ là vũ khí sở trường cho tiếng hát của ông Vĩnh Quang để thể hiện nhạc phẩm này? Khi việc chọn bài hát Ngựa Hoang này á, thì cũng là một cái sự đắn đo lớn. Giống như chị Y Lan nói á, là anh Chí Bình á, là hát trong phạm vi an toàn, một cái biên độ rất an toàn, không cho người khác khó chịu với cái cách chừng mực của mình. Còn Ôn Vĩnh Quang á, thường á, em hát những cái bài ruột thì rất là hay, nhưng khi thử thách một cái bài hát mới thì cảm thấy chênh vênh, và con ngựa này nó trở thành hoang mà hoang được. Cho nên á, chính vì cái điểm yếu của hai người này như thế, việc muốn hai người cởi một con ngựa mới. Và thật sự khi mà Ôn Vĩnh Quang hát lên, em làm cho mọi người và kể cả anh Việt rất là hài lòng. Còn anh Bình thì một cái sự trải nghiệm chắc chắn rằng có thể là anh chưa hát bài này, nhưng thế hệ của anh nghe mấy chục năm, nó đã thấm vào trong máu anh rồi. Trong đêm hôm nay, hai người hát, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Còn anh Hồ Trung Dũng nãy giờ Nguyễn Khang thấy anh suy nghĩ, anh đâm chiêu. Tại vì Nguyên Khang biết chắc là anh cũng đang khó trong cái bài toán của mình. Chính cái câu là ngựa hoang đầy những cái vết thương ở trên lưng, những cái vết hằn trên lưng ngựa hoang. Và theo Dũng nghĩ thì vào tâm lý, nếu mà mình bị hằn nhiều như vậy rồi á, mình sẽ trở nên chai hơn, mình sẽ không có đau nhiều quá nữa, mình nhìn mọi việc nó sẽ bình thản hơn, cái đau nó sẽ sâu hơn. Và vì thế mà trong vòng thi này, Dũng xin được phép cho điểm cao hơn với chú Chí Bình. Xin cảm ơn anh. Chúng ta vẫn chưa biết là chú ngựa nào sẽ về đích trong cuộc đua tại trường đua của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời kết quả từ phía ban tổ chức. Thưa quý vị, nhìn vào điểm số của ban giám khảo dành cho hai gương mặt trên sân khấu, chú Nguyên Chí Bình và Ôn Vĩnh Quang,
Có một điều đặc biệt, đó chính là cả hai đều nhận được số điểm của ban giám khảo khá là gần nhau, chỉ chênh lệch nhau có 0,5 điểm mà thôi. Trong khi đó thì số điểm của khán giả dành cho cả hai thì lại có sự chênh lệch khác biệt. Một người nhận được 8,5 và một người nhận được 7,4 từ phía khán giả. Trong đó, thí sinh giành chiến thắng trong phần thi này nhận được đến 2 con 10 từ phía ban giám khảo. Tổng điểm của người đứng ở vị trí số 2 là 36,4 và gương mặt còn lại cách biệt với 38 điểm. Và chúng tôi xin chúc mừng người đã nhận được chiến thắng trong cuộc đua ngày hôm nay. Xin chúc mừng Ôn Vĩnh Quang, xin chúc mừng. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ Chí Bình đã đến với Người Hát Cùng Ca. Hy vọng là chú sẽ luôn giữ sức khỏe và sự thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chú đã đến với chúng tôi ạ. Đời người nghệ sĩ có lắm chông gai và nước mắt. Niềm đam mê của tôi bắt đầu từ khi tôi còn rất là trẻ. Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với những ánh đèn màu của sân khấu. Với tôi, được mang tiếng hát của mình cho đến mọi người là niềm hạnh phúc nhất. Yêu nó, tôi sống với nó cả cuộc đời này. Năm nay tôi 64 tuổi rồi, mà niềm đam mê ca hát của tôi vẫn chưa bao giờ tắt. Tôi luôn chuẩn bị cho mình những gì tốt nhất khi xuất hiện trên sân khấu. Với tôi, được hát ở đâu cũng được, miễn sao được thỏa niềm đam mê của mình. Tôi sẽ còn hát nữa và sẽ theo đuổi niềm đam mê này đến hết cả cuộc đời tôi. Tôi luôn có một hy vọng, đó là được một lần đứng trên sân khấu lớn. Và tôi tin ngày đó đã đến với tôi. My heart bright, I will be right here.
Và với ca khúc Right Here Waiting For You thì thí sinh của chúng ta đã có 3 sự lựa chọn của nữ ca sĩ Phương Thanh, nữ ca sĩ Minh Tuyết và nam ca sĩ Quang Dũng. Ngoại hình sẽ hơi đầy đặn nhưng mà tiếng hát thì rất là bay bổng, rất là nghệ sĩ. Đó là cũng hai rất là điều. Đầy đặn, tiếng hát luôn rất là dày. Và đây là một trong những cái khuôn mặt sẽ rất là đẹp, Phương Thanh nghĩ vậy. Bởi vì tiếng hát rất là đẹp, cái chất giọng rất là đẹp. Đẹp ở đây không phải là đẹp bằng cách là dày hay là cao hay là, mà đẹp ở chỗ rất là thanh. Khi mà nghe giọng hát này, Phương Thanh đã ngồi và nhắm mắt và nghe rất là bay bổng. Chị là Minh Tuyết đó, chạy là người qua bấm nút của Quang Dũng và Phương Thanh. Người ta say mê, người ta nghe, người ta quên bấm thôi. Khi mà chị Minh Tuyết coi ở trên cái màn ảnh phía trước á, thì không thấy nguyên cái mặt được, nhưng mà cũng thấy sơ sơ. Thì Minh Tuyết đoán rằng là cô là một người lớn tuổi. Không, làm sao lớn tuổi được. Nhỏ, nhưng mà Tuyết thấy là Tuyết thấy trên màn ảnh và Tuyết nghe cái giọng là Tuyết cảm nhận được như vậy. Nếu mà đúng như Tuyết dự đoán, một người lớn tuổi mà vẫn đi thi những cuộc thi như thế này, thì Minh Tuyết khâm phục cái nghị lực của cô và cái sự yêu nghề của cô. Chỉ có bao nhiêu đó thôi là Minh Tuyết đã muốn bấm cái nút này rồi. Huống chi rằng cô hát cái bài hát mà Minh Tuyết rất rất là yêu thích thời Minh Tuyết còn mười mấy tuổi đó. Trẻ trâu, lúc còn trẻ trâu. Và khi con nghe cô hát Waiting For You á, nó rất hay. Là rất là đúng không? Con sao xuyến lắm, rất là hay. Và điều đó là cái điều mà con rất muốn cô về đội của Minh Tuyết. Và bây giờ chúng ta sẽ có chị Phương Thanh là mặt nạ màu xanh dương, chị Minh Tuyết là mặt nạ màu hồng và anh Quang Dũng mặt nạ màu vàng. Xin mời thí sinh có 5 giây để lựa chọn. Giọng ca này sẽ chọn mặt nạ nào đây? Màu hồng của ca sĩ Minh Tuyết hay màu xanh dương của ca sĩ Phương Thanh? Và sau khi quyết định, Thúy Vân nghĩ là thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng để lộ diện. Xin mời. Dạ, chị Tuyết chị đúng rồi, nhưng mà về đội chị Chanh, chị ơi. Con mời cô giới thiệu về mình ạ. À, con khao khát như vậy mà cô nở, cô đội cái màu xanh lên. Vì cô thần tượng Phương Thanh rất là lâu rồi. Đôi khi không cần nói nhiều mà lại được. Cô năm nay là cô 64 tuổi. Cô ở quận 12. Cô ở gần nhà mẹ con đó. Gần nhà con dễ gặp cô nhiều hơn. Thật ra là cô cũng rất là yêu Minh Tuyết. Tuyết có cái bài mà cô thích là Mãi Là Người Đến Sau đó. Nhưng cô thần tượng Phương Thanh là lý do như thế này. Những cái bài Phương Thanh hát nó có tâm trạng giống như cô.
Mỗi lần Phương Thanh hát, cô tự nhiên bị xúc động quá. Đôi khi cô cũng hơi rơi lệ chút xíu vì nó tâm trạng giống như cô. Đó, được. Cho con ôm cô một cái được không? Lên trển ôm rồi dùng tình cảm rồi lấy của người ta đi. Chương trình thì cô cũng có thể thay đổi vào phút cuối. Xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé. Hay quá. Em, anh van em nói đi, em nói đi, em nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai lỡ mình xa nhau, anh trôn dấu đời ngàn năm lạnh giá. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh chỉ muốn kiếp yêu em mà thôi. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi, thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau, em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Yeah. Nếu ngày mai nếu xa nhau, anh xin nửa đời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin muốn yêu em mà. Đường em đi mưa giông ngập lối, đường em về gió mưa tơi bời. Anh em xin anh kỷ niệm ngày xưa, thu hút tựa như giấc mơ, bôi xóa đừng quên nhé anh. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em, xa cách rồi chừng nào thấy nhau. Em mình nhìn nhau lần cuối đi em, mãi xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn. Em chắc không bao giờ quên được bóng dáng năm xưa, em chắc không bao tìm được tình yêu lần nữa. Có nhau nụ hôn cuối cùng, sao nghe đắng chát trên môi, dưng ngấn lệ khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian. Thôi mình nhìn nhau lần cuối, mãi xa cách rồi nhớ
Ban giám khảo đã đứng dậy vỗ tay cho thấy được một phần chào sân vô cùng ấn tượng của 6 cô chú ngày hôm nay. Quý vị khán giả có mặt tại trường quay, một tràng có tay lớn hơn nữa được không ạ? Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc Lời Cuối Cho Em và Nhìn Nhau Lần Cuối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với 6 cô chú trên sân khấu này quý vị nha. Chú đây, Nguyễn Khang xin chào chú ạ. Chào Nguyễn Khang. Chú có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chú tên gì và đến từ đâu không ạ? Tôi tên Huyên Chí Bình và là ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do. Chú bắt đầu cái chặng đường âm nhạc của mình từ khi nào? Mình thì mình hát ở trong cái đội ca nhạc thông tin văn hóa của quận Phú Nhuận á. Xin cảm ơn chú. Cảm ơn Nguyễn Khang. Dạ, Nguyễn Khang xin chào chú. Chú có thể giới thiệu đôi nét về mình cho mọi người biết được không ạ? Dư Tài xin được gửi lời chào đến ba vị giám khảo cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca. Đến giờ phút này phải nói là được một cái chương trình để thỏa sức đam mê của mình, đó là một cái điều mà những người như chúng tôi hằng mong ước. Và một cái điều mà Duy Tài thấy là ở cái năm nay có sự khác và rất là hài lòng, là vì ở cái tuổi trung niên như chúng tôi thì hát chung một cái bản trung niên thì nó sẽ dễ kết hợp những cái ca khúc, nó làm cho tiết mục nó sẽ được hài hòa hơn. Vì năm rồi Duy Tài cũng có hát, hát nhạc đen thì rõ ràng là dù có cố gắng, có tập luyện nhưng mà chỉ thuộc bài được thôi, chứ trong một tuần, hai tuần không thể chuyển từ cái giọng hát nhạc sến qua một cái giọng đen mà nghe nó ngọt ngào, điều đó thì không thể. Dạ vâng. Cảm ơn chú. Rồi hôm nay rất là vui là vì các cô chú đứng cùng với nhau mà hòa giọng nó gọi là ngon như mí lùi và rất là hay. Xin cảm ơn chú rất nhiều ạ. Xin cảm ơn chú. Và Nguyễn Khang xin chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chú tên gì? Hiện nay chú đang làm công việc gì và quê chú ở đâu ạ? Của mình tên thật cha mẹ đặt là Nguyễn Văn Đa và nghệ danh là Nguyễn Huỳnh. Và mình sinh ra ở Cà Mau. Nói về Cà Mau thì chắc có lẽ mọi người biết cái món đặc sản Cà Mau rồi gì ạ? Cua Cà Mau đúng không chú? Đúng rồi, chính xác. Trời ơi, ăn uống là nghề của con mà. Cảm ơn chú rất nhiều và hy vọng là có ngày nào đó cái con ghé quê của chú cái được thưởng thức cái món lẩu cua Cà Mau chú ha. Chú đãi cho con. Rồi, con cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ là qua đến bên này. Em chào chị. Mái tóc đẹp quá, chị có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chị tên gì và đến từ đâu? Mình tên thật là Lê Thị Nguyên Thủy, nghệ danh của mình là Carol Thủy và mình cũng đã theo nghề 20 năm đổ lên. Dạ, chị Carol ơi, em nghe cái chất giọng của chị á, nó có một chút gì đó nó hơi hướng của jazz, cảm nhận thôi, tức là chị hát những cái ca khúc hơi thiên về nước ngoài một chút đúng không ạ? Ngay cả cái ngoại hình cũng vậy. Sở trường của Thủy đúng ra là về nhạc Anh, nhạc Pháp. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hay cảm quá. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ chị tiếp theo. Xin chào chị ạ. Mình tên là Quyên Nguyễn, tên ở trong ngày hôm nay cuộc thi tên là Diễm Quyên. Ngày còn là thời sinh viên học trường sư phạm kỹ thuật thì em vẫn thường đến sinh hoạt và hát trong chương trình ca khúc mới của nhà văn hóa thanh niên, nhưng mà lại không được bố mẹ chấp nhận cho đi theo cái con đường âm nhạc. Cái tình yêu đó như là một cái tình yêu mà mình gieo cái hạt mầm lên trên cái sàn bê tông mà không có mọc được. Nỗi niềm đó nó nằm ở trong cái trái tim của mình. Vẫn cảm thấy được là mình vẫn nuôi được niềm đam mê bằng cách là em thành lập một câu lạc bộ âm nhạc và hướng dẫn cho tất cả các bạn sinh viên của các trường đại học để đi thi những cái cuộc thi âm nhạc mà của Việt Nam mình. Cô ơi, bây giờ nhân đây thì con hỏi luôn là chắc chắn là sẽ có một cái người nào đó có ảnh hưởng đến âm nhạc của cô hoặc là cô yêu thích và thần tượng đúng không ạ? Cô có thể chia sẻ cho mọi người biết là cô thích ca sĩ nào? Thì trong cái chất giọng của em thì em đã có một cái chất giọng nó khá gọi là trầm, cho nên em hướng theo cái trường phái của nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, cho nên cái dòng nhạc của cô Khánh Ly thường thường là nó rất là vừa vặn với giọng em. Vâng, thế thì nhân đây thì Nguyễn Khang xin phép mời cô có thể gửi một đoạn ngắn, một ca khúc nào đó mà cô yêu thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà cô Khánh Ly đã từng thể hiện được không ạ? Xin nói trước được rằng chắc không giống như cô Khánh Ly đâu, đó là một huyền thoại. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi hát
khi rừng chiều đổ mưa. Xin cảm ơn thật nhiều ạ. Hay quá, cảm ơn cô. Chất giọng rất vang, rất rền và rất cảm xúc ạ. Dạ, cảm ơn cô. Khang nhiều lắm. Dạ, đây là người cuối cùng. Nguyên Khang xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu đôi nét về mình được không? Trước hết, Quế Nương xin gửi đến lời chào ban giám khảo, tất cả những người có mặt tại trường quay, và chào Nguyên Khang và cùng 5 người bạn. Tên của Nương đủ hết là Phan Quế Nương. Cô biết không, trong số các cô chú ở đây thì con lại rất là đặc biệt, rất là ấn tượng với mái tóc của cô. Cô có thể chia sẻ cái mái tóc cũng như là cái phong cách âm nhạc, có người nào ảnh hưởng đến cái con đường âm nhạc của cô không cô? Thật sự mà nói, từ nhỏ thì mình mê âm nhạc lắm. Mình lúc làm cái gì cũng hát, rửa chén cũng hát, lau nhà cũng hát. Nhưng mà thần tượng, rất thần tượng nhất là chị Giao Linh. À, cô Giao Linh. Vâng. Thế thì thôi, bây giờ con phép lại mạn phép là xin mời cô. Cô giới thiệu một chút về thần tượng âm nhạc của mình thông qua một ca khúc được không cô? Được. Yeah. Xin mời cô ạ. Một chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi, xót xa ôi thật buồn. Đây quán bên hồ đã một thời ân ái, tàn buồn còn giữ nghe lòng nức nở, rồi chợt thương số phận không đời mình dáng dở, đôi dòng lệ tuôn. Hay quá trời ơi, nó ngọt vô từng tim luôn. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng tôi xin mời 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho 6 gương mặt trên sân khấu. Thời gian bắt đầu. Xin được cảm ơn các vị khán giả cùng với là 3 vị giám khảo. Và bây giờ Nguyên Khang xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời danh ca Ý Lan. Ý Lan xin nói trước tiên về tiếng hát của anh Huyền Chi Bình. Anh cất tiếng hát lên một cái là chúng tôi phải tròn mắt nhìn nhau. Một tiếng hát dày đặc của anh mà nói lên tất cả sự vững chãi trong âm nhạc mà anh đã sẵn có. Chúc mừng anh cho phần trình diễn vừa qua. Anh Duy Tài, anh phải rất là hãnh diện là Ý Lan yêu và quý tiếng hát của anh vô cùng trong cái phần trình diễn của anh vừa qua. Và bây giờ đến anh Huỳnh Nguyễn. Tôi sống ở bên Mỹ đó, thì ít có ai mà dám hỏi tuổi nhau lắm. Nhưng mà thôi, tôi về Việt Nam, cho tôi trở lại với cái sự ấm áp và thân mật của người Việt Nam. Anh có ngần ngại cho tôi biết năm nay anh 30 hay 40 tuổi ạ? À, Nguyễn Quỳnh, rất là cảm ơn Ý Lan đặt câu hỏi này, mà chắc có lẽ là có nhiều người hỏi lắm. Mình đi hát mà sao không ai khen hay hết, là toàn là hỏi tuổi không à quý vị. Mình sinh 1958, 61 tuổi. Anh sinh năm 58. Dạ. Yeah. Tôi sinh năm 57, vậy là anh phải kêu tôi là chị nha. Dạ, yeah, đúng rồi. Rồi, vậy vâng anh, tôi nhìn anh là một người còn rất là năng động và rất trẻ trung. Nhìn thấy cái cách anh trang phục như thế kia rất là tân thời, cộng thêm tiếng hát của anh là một tiếng hát mà tôi nghe nó có một cái âm hưởng của một người nào đó mà tôi cũng rất là thương tiếng hát của anh ấy. Tôi không biết người đó với anh có quan hệ gì không, hay là anh có thần tượng người này hay không. Tôi muốn nói đến ca sĩ Nguyễn Hưng ạ. Đó là một cái câu mà phải nói là Nguyễn Quỳnh á, đi tới đâu cũng vậy, mà ai cũng nói ủa anh Nguyễn Hưng về nào kìa. Mình chưa hát mà nghe nói cái câu đó mình buồn lắm. Nhưng mà mình rất là hãnh diện. Anh có nhảy được giống như Nguyễn Hưng không? Nhảy thì được nhưng mà không bằng anh Hưng. Không bằng nhưng mà thôi, làm ơn cho chúng tôi coi một vài chiêu một tí đi. Wow. Smoothly. Hay quá. Đó anh ơi, anh nhiều tài lắm. Rồi, cảm ơn anh và cảm ơn cho cái phần trình diễn của anh vừa qua. Rất là xuất sắc anh. Rồi bây giờ xin cho Ý Lan đi qua với ba mỹ nữ của chúng tôi.
trên sân khấu hôm nay. Chị Carol Thủy, tiếng hát của chị cất lên là biết ngay nhà nghề rồi chị. Chị nói rằng là chị đi hát đã trên 20 năm, nhất là chị hát dòng nhạc jazz hay là dòng nhạc ngoại quốc, thì cái giọng hát nó cần một cái độ dày nhất định. Vì cái độ dày đó mà chị áp dụng vào trong dòng nhạc Việt Nam thì nó lại tăng lên thêm cái niềm cảm xúc cho người nghe rất nhiều. Cảm ơn chị đã đến với Người Hát Tình Ca ngày hôm nay và cho chúng tôi được nghe âm hưởng của chị rất là tuyệt đẹp. Em cảm ơn chị Lan. Và chị Diễm Quyên, với tất cả những cái tâm tình mà lúc nãy chị đã chia sẻ với tất cả chúng tôi ở tại phim trường ngày hôm nay, nó là một cái điều quý hơn tất cả. Và ngay cả khi mà chị cất giọng hát, mà chị nói người thần tượng của chị là chị Khánh Ly, tôi công nhận là giống thật đó chị ạ. Hát rất hay chị. Xin cảm ơn thật nhiều ạ. Bây giờ đến chị Quế Nương. Chị ơi, chị vừa mới cất tiếng hát thì người ngồi bên cạnh tôi bảo úi cha sang quá. Chắc Thúy Miêu đã khen chị. Trong tiếng hát của chị cho Y Lan thấy một độ dày, tình cảm nó đầy đủ trong câu hát của chị. Cảm ơn chị đã đến với Người Hát Tình Ca. Xin cảm ơn Y Lan. Và Nguyên Khang xin mời giám khảo Trác Thúy Miêu. Khi nghe đến cái đề tài rằng là những cái thí sinh ngày hôm nay sẽ là những cô chú cao niên, tôi đã hơi lo là không khéo thì thành lệ văn nghệ quần chúng kiểu như vậy. Nhưng mà không, đây là một bản lĩnh chuyên môn hoàn toàn nghiêm túc, con ngưỡng mộ. Và thật sự lúc nãy Thúy Miêu, nếu mà không vì cái màn giới thiệu nó làm mình nguội đi cái cảm xúc của nhạc phẩm thì giọt lệ nó đã đến ngang đây rồi. Cảm ơn các cô chú. Xin cảm ơn giám khảo Trác Thúy Miêu. Và xin mời giám khảo Hồ Trung Dũng. Đầu tiên là cho phép Hồ Trung Dũng được gửi lời chào cũng như là lời cảm ơn đến tất cả các cô chú đã có mặt trong chương trình tối ngày hôm nay ạ. Cái điều mà Dũng cảm nhận lớn nhất đó là một cái sự xúc động rất là lớn. Bởi vì Dũng vào nghề thì đến giờ này là chỉ mới 10 năm thôi. So với chị Thủy hay là các cô chú ở đây thì còn rất rất là ngắn. Và cái mong ước lớn nhất của Dũng trong cái đường đi hát của mình là được như cô Ý Lan và được như các cô chú anh chị ở đây, là hát làm sao thật là lâu, được khán giả yêu mến, đón nhận mình để mình hát thật là nhiều. Và quan trọng hơn nữa là vẫn giữ được cái lửa, cái niềm đam mê với cái âm nhạc. Và ngày hôm nay khi nghe các cô chú ở đây hát, con cảm nhận được đó là cái tình cảm mình đặt, dù là 30 năm trước, 20 năm trước hay bây giờ, nó vẫn mãi mãi là như thế. Cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn giám khảo Hồ Trung Dũng. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả của vòng 1. Chúng tôi xin chia tay với cô Diễm Quyên. Rất cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay và xin chúc cô thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố số điểm của ban giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay đã bình chọn như sau. Thưa quý vị, hiện giờ thì có hai gương mặt được số điểm rất là cao, 38,75 điểm đồng điểm với nhau. Xin được chúc mừng, đó chính là chú Chí Bình. Và gương mặt còn lại cũng 38,75. Xin chúc mừng cô Carol Thủy. Chúng tôi xin được chúc mừng với 38 điểm. Xin chúc mừng cô Quế Nương. 37,75 điểm. Xin chúc mừng chú Huỳnh Nguyễn. Nhòa như khói mây, thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa. Chiều
buồn qua mau, bóng tôi vây quanh mù khơi, ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim anh lạnh giá. Em đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu xoay trong bão giông, ngỡ duyên mình được đời chớp cánh bay. Tình sao chua xót nhức nhối trong anh từng đêm. Thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Nghe đêm đang thở dài, tình chót trao này xa thật rồi. Biết không người, dòng lệ trao trên mắt bao lối quen, từng nhịp chân vui khi có nhau, để bây giờ còn bước anh cô đơn lạc loài. Thôi anh hãy về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua. Em mong tháng năm sẽ cho vui tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên. Thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây. Chúng ta vừa đến với phần kết hợp của chú Thành Quang cùng với lại Trang Chuyên trong một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ca khúc Thôi Anh Hãy Về. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của nữ ca sĩ Cẩm Ly, xin mời. Về mà cái phần trình diễn á, thì rõ ràng là hôm nay chúng ta đã tìm được tiếng nói chung rồi đó. Bài này Ly cũng rất là thích, tại nên nó tình. Cái cách xử lý bài hát này của mình nó cũng cho người ta rất là nhiều cung bậc, khi thì mạnh, khi thì thầm với nhau, và cuối cùng lại là rất là bùng cháy. Một lần nữa xin chúc mừng anh Quang và Trang Chuyên. Em cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị, thật ra thì cái ca khúc này nó có một cái điều rất là hay. Cả hai rất là văn minh trong cái cuộc chia tay. Kết thúc
là thôi, không còn có luyến tiếc gì về nhau trong cái câu chuyện này nữa. Nhưng mà hôm nãy anh Quang cái đoạn cuối cùng mình cũng hơi bất bình tí xíu đó. Dạ, đúng. Đúng là chia tay nhau từ đây thì ok, nhưng mà nữ thì người ta ta giận, ta phải cũng có phần giỏi. Nhưng mà nam thì cũng phải có chút xíu liên tiếp tay giống nhau như là từ đây. Đây. À. Đây. Nắm tay xong. À bung vậy đó. Trời đất ơi. Có dụng ý gì không anh? Tại sao mình không nhẹ nhàng mình chia thôi, tay nhau mà mình có... Đã biết hết rồi. Khang đi. Ơi, lý do là có bà xã ảnh ngồi dưới này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của anh Hoàng Nhật Nam. Mời anh. Trong cái bản phối này thì thiệt sự là cái tiếng saxophone nghe da diết quá anh Minh Vi. Mê saxophone. Nghe nó rất là đã và nó hỗ trợ cho cái cảm xúc của người nghe và người hát rất nhiều đoạn. Trong này thì Hoàng Nhật Nam chỉ nhắc một chút xíu thôi. Đó là lúc mà mình hát xong ca đó thì mình sẽ cái quán tính của mình á, mình nhìn khán giả nhưng mà điều cái con mắt thứ ba của mình á, mình vẫn cứ cảm giác cái người bạn diễn bên cạnh mình đi, để khi nào họ nhìn mình thì mình phải nhìn lại. Trang Chuyên có cái điều đó. Tại em dỗi ạ. Ý là Trang Chuyên nói Trang Chuyên dỗi, đang dỗi, đang giận. Nói đang giận. Dạ. Ý là giả bộ nói chia tay nhưng mà ai ngờ người ta chia tay thiệt, giận dữ quá. Giận nhiều quá. Trang Chuyên thì có phần tỉnh táo hơn trong tình yêu. Giọng hát vẫn sáng trong, yêu bằng lý trí chứ không phải yêu bằng con tim trong cuộc tình này, trong tiết mục này. Em là tỉnh táo hơn anh ạ. Tùy người cảm nhận thôi. Đó, nhưng mà dĩ nhiên là anh thì mong muốn rằng là đôi khi trước một cuộc chia ly là hai người cũng đã từng là hai tâm hồn đồng điệu thì sẽ có những cái gọi là nỗi đau. Đó, nỗi đau thì chắc chắn là dù mình có cố kìm nén nó cũng vẫn phải thể hiện. Đó, nhưng mà không sao, cái cảm xúc của toàn bài thì rất là đông đầy. Xin chúc mừng cho tiết mục và đặc biệt là sự hòa hợp của hai thế hệ đã tìm ra một cái ngôn ngữ chung để chúng ta có một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Nhật Nam. Nhưng Khang nghĩ đó là một cái nhận xét rất là cảm xúc và chính đáng chứ. Thật ra với cái phần nhận xét đó, với một người đạo diễn tâm huyết như anh Hoàng Nhật Nam có thể viết thành một cái truyện phim hay là một cuốn tiểu thuyết. Anh coi chừng câu thứ hai liền. Mà không hiếm khi một giám khảo nào ngồi ở vị trí đó lại có thể tường tận đến từng cái phân đoạn như vậy. Wow, có thể là một cái định hướng tuyệt vời trong tương lai, thưa đạo diễn nội tâm. Chúng ta có thể làm cả một cái bộ phim nào đó. Tôi xin phép không bấm nút chọn MC Nguyên Khang ạ. Xin được cảm ơn đạo diễn, xin hãy dành riêng cho tôi một bộ phim khác nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ, bởi vì em thấy Minh Vi mặt ảnh căng lắm. Anh có cần một chút nhạc không thưa anh? Cho anh xin một nét nhạc dễ thương. Dễ thương, vâng. Để được có ngày hôm nay á, thật ra em cũng nhức đầu lắm. Nhức đầu với anh, nó thẳng luôn. Rồi nhức đầu với cả Chuyên nữa. Vì hai người cũng là chênh nhau một thế hệ. Mà em lại đứng ở giữa. Anh Quang á, là mạnh mẽ và tương đối hơi bạo lực về cách diễn. Cái tính của anh là hát sẽ thể hiện không phải là 100% nữa mà 200%, 300% luôn. Còn Chuyên, bản lĩnh của em vẫn có thể làm hơn được như thế này, làm hơn luôn. Nhưng cứ mỗi lần em lên sân khấu em có một cái gì đó, em cứ bị rút cái người em lại, bị rụt lại hết. Em bị giống như là không có bung sọ hết là được á. Nên cả em và cả anh Quang, hai người cộng lại chia đôi thì được. Rồi, trước mắt là vẫn chúc mừng tiết mục của hai bạn nha. Dạ, cảm ơn. Xin được cảm ơn anh. Ủa, hóa ra cái phần nhận xét đó cũng không cần nhạc đâu anh Minh Vi à. Nó cũng tại không... em, anh không muốn đòi mà tại em nói. Rõ ràng, tại vì nó là cái nét của anh rồi. Anh tạo nét từ vòng đầu cho đến bây giờ. Nên em cứ nghĩ là anh sẽ tiếp tục giữ cái nét đó. Em tưởng là cái phần nhận xét của mình nó thiên gì cái gì đó. Dễ thương, cute, phô mai que. Nhưng hóa ra bộ phận âm nhạc cute. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Thành Quang. Và xin được cảm ơn Trang Chuyên rất nhiều nha. Thành Quang và Trang Chuyên xin trân trọng cảm ơn chương trình. Chỉ còn đêm nay, mai lá kia rơi.
thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và giờ mùa thu qua trong tay buồn vui, vui lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi. Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em, chỉ còn đêm nay hãy đến bên em. Nếu ngày mai bước chân anh về, một giọt lá rơi bên hè, mùa đông tái thế. Người về đây vui em, về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây vui em, người yêu ơi, thề xưa hãy trao làn cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiên rồi, về đây với em. Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em, chỉ còn đêm nay mai lá kêu rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kêu rơi. Khi mùa thu khoát nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trong tên buồn vui, vui lòng mình bằng giá tháng năm lặng trôi. Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh. Nếu ngày mai bước chân em về, một giọt lá rơi bên hè, về đây với anh. Người yêu ơi, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Về đây với anh, người yêu ơi, thề xưa hãy trao lần cuối trong đời. Mùa đông đến bên em xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thế xưa hãy trao lần cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiên rồi, về đây với nhau. Chỉ còn một chiếc lá À, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với khoảnh khắc một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải với phần thể hiện của hai thí sinh trên sân khấu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giới thiệu đôi nét về mình nha. Xin mời bạn nữ, mời bạn. Dạ, em tên là Chuyên ạ. Em đến từ Hà Nội ạ. Em là giáo viên dạy piano ạ.
giáo viên dạy piano. Vâng, cảm ơn em đã đến với chương trình. Chào mừng em. Nguyễn Khang mời chú Quang giới thiệu ạ. Vâng. Thành Quang, tên thật là Đỗ Thành Quang. Năm nay 61 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành Quang làm ngành may và có thêm một nghề tay trái nữa là ca sĩ tự do. Thưa quý vị, nói thêm một chút để quý vị hiểu rõ hơn về chú Quang. Có một điều khá là đặc biệt là cuộc sống của chú thì nó không có được bay bổng như là cái giọng hát của chú. Cho nên là xuất phát điểm của chú thì cũng hơi khó khăn. Thì hôm nay thì cháu có nhìn thấy hình như là có vợ của chú ngồi dưới đúng không? Có bà xã. Vâng, xin được chào cô ạ. Cô có thể đứng dậy cho mọi người thấy được không ạ? Vâng, xin chào mừng cô được đến với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca cô nhé. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Lần này tôi mời ca sĩ Hiền Thục nói trước ạ. Đây là một cái tiết mục mà thật sự lạ luôn. Khi mà đèn sáng lên á thì lại thấy đó là một cô gái thanh xuân, trẻ, cất một giọng hát trong trẻo. Nhưng mà cái nửa bài sau á thì anh Quang xuất hiện. Lúc đó thì Hiền Thục lại nghĩ là chắc là do chương trình lại bắt đầu là dàn dựng làm cho cái người nam là có vẻ chuẩn hơn người nữ. Nhưng mà đầy bất ngờ luôn, khi anh Khang đi ra thì lại chào chú. Chắc là Hiền Thục không nhìn nhầm. Bài hát này không phù hợp một cái tiết mục song ca. Canh giọng để mà hát song ca nam với nữ thì nó đòi hỏi cái khoảng nó phải phù hợp. Và cái bài này nếu mà hát nữ không thì được hoặc nam không thì được. Giọng của Chuyên nó hơi chênh vênh. Nhưng mà do là mình chênh vênh như vậy thì nó mang cái hồn khác cho cái bài hát này. Cái bài hát mang lại cái sự hài lòng cho cái người coi là chị. Cảm ơn Chuyên rất nhiều và cảm ơn anh Quang rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Hiền Thục. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Trong cái phần bắt cặp này đi thì người ta sẽ dễ dàng thấy cái sự chênh lệch về mặt tuổi tác giữa chú với lại Trang Chuyên. Nhưng mà điều này thì nó cũng chỉ là một cái thoáng qua thôi. Cháu với bản thân là giống như một cái người lắng nghe và thưởng thức tiết mục thì thấy thuyết phục bởi giọng hát của chú Thành Quang. Nghe cái giọng hát của chú nó giống như là kiểu gừng càng già càng cay đó. Nó có nghĩa là mình hát bằng cái sự trải nghiệm. Cho nên là những thanh âm của chú phát ra là những cái thanh âm của thời gian. Nghe có cái chất hoài niệm rất lớn trong cái chất giọng của chú. Cái đó cũng là một cái cảm nhận khá là tự nhiên và Tết Trinh nó đi từ tâm hồn đến tâm hồn. Trang Chuyên, giọng hát của em cũng rất là hay và nội lực, giọng rất là cao vút và khỏe như vậy. Ban đầu thì còn có cái gì đó nó cũng chưa ăn rơ lắm, nhưng mà cái đoạn gần cuối thì cái hòa bè thì cả hai á rất là có một cái sự ăn ý một cách rất là dữ dội. Hôm nay cả hai chú cháu đều hóa thân trong một cái chuyện tình rất là hay. Thực ra thì cái cảm nhận của Ly nó gần giống như Nam. Tự nhiên khi chú Quang cất tiếng hát lên, tự nhiên mình cảm giác một cái nguồn năng lượng rất là tích cực luôn. Thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó không có một cái gì nặng nề, gồng gánh, gò bó giống như là chú hát. Hát là hát, chứ không phải là thi, không phải là quan tâm tới nốt này cao, nốt kia thấp. Cái xử lý đó, tức là những cái ngắt, thì cái đó trái lại. Chuyên bị cái đó nó hơi bị đều, hiểu không? Nhưng mà có một cái sự nghi vấn. Lúc mình đầu mình nghe mình nói ủa giọng của cô này ok, nhưng mà mình hơi thắc mắc ở cái đoạn cao, tại vì câu đầu Chuyên vào Chuyên bị rung. Em bị run quá, thật ra bình thường là mọi khi tập là em sẽ hát giọng thật đấy, chỗ đấy ạ. Đúng đấy, tại vì chỗ đó là chỗ để mình bung mà. Dạ. Cho nên là chỗ đó lại thấy Chuyên lại nén lại, cho nên cái hơi nó nhỏ, cho nên là thắc mắc không biết là có vấn đề gì hay không. Còn ở chú là chú Quang là cái gì cái là bỏ qua hết luôn á. Thật sự là cái cảm giác chú mang lại cho cái người đối diện á, nó cảm thấy nó dễ chịu và nó lạc quan lắm. Ngay cả cái khi chú lên sân khấu á, tính nghệ sĩ chú rất cao, diễn rất tự nhiên. Trái lại Chuyên á hơi bất hợp tác, có nghĩa là có lẽ là Chuyên hơi sượng. Hai cái bàn tay á, tôi để ý rất là kỹ, không dám chạm vào nhau. Chú có đuôi như thế này nè. Nhưng mà thôi cũng vô duy bỏ qua, tại vì vòng đầu với lại mình chưa quen. Hy vọng rằng nếu mà cả hai vào á thì cái trách nhiệm lớn á là thuộc về cái ông này, về cái cách chọn bài để mà cho hai người cùng nhau tỏa sáng luôn. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của anh Minh Vi. Nãy giờ căng thẳng lắm. Trước tiên là xin phép để giải quyết cái mối quan hệ phức tạp ở chỗ này đã. Hồi nãy em nói câu cuối cùng là trách nhiệm thuộc về ai? Thuộc về cái ông này. Nói lại lần nữa. Thuộc về ông này. Ok, quý vị nghe rõ là cái ông này đúng không? Em gọi cái anh đó là gì? Chú. Chú? Ừ. Em gọi anh là gì? Ông. Ông. Loại rối rồi đó bác. Thục, gọi cái anh đó là gì? Em gọi là anh. Em gọi là anh? Dạ. Em gọi chị Ly là gì? Chị. Rồi rối nữa.
Trời ơi. Đúng không? Rối, dạ. Rối. Nam gọi chú. Là gì? Chú. Vì gọi theo Khang. Đúng không? Khang gọi chú. Chú. Chú gọi nam, nam là gì? Anh. Đó, rối. Ủa? Thôi bây giờ là gia đình lục đục quá, bây giờ mình thống nhất lại đi. Thôi bây giờ mình thống nhất là anh đi. Ừ, thì nói anh bởi đi. Bởi vì thật sự đó. Em nghĩ, dạ. Dạ đúng, tại vì người yêu nghệ thuật thì họ không muốn họ già. Đúng rồi. Dạ, gọi bằng anh đi. Lỗi đầu tiên là từ em xin. Khoan, cho em xin dừng một giây. Ờ, cái này là tại vì em gặp, cháu gặp chú ở ngoài là cháu toàn xưng chú không đúng không? Có khi cũng xưng anh nữa. Đó, thấy chưa? Dạ. Thấy chưa? Ơi, con sông quê, dạ. Em đang quên. Càng ok, nói. Bây giờ em quên đi ạ. À. Em xin lỗi anh ạ. À. Dạ. Rồi, vào chuyên môn. Anh dặn hát bài này bằng nội lực, đúng không? Anh dặn rất kỹ là hát bằng nội lực, chứ anh không dặn hát bằng kiểu pha thanh. Tại sao hôm nay là hát toàn bộ bằng giả thanh hết? Rất may là em còn cái tình cảm ở trong đó. Cho xin chúc nhạc tình cảm. Ok. Khi anh tìm người hát với em, không có. Khi anh chấm cho anh Quang vào là anh công bằng lắm. Anh nghĩ một người hát rất là nghệ sĩ, không biết vào tới đâu, nhưng cái vòng casting họ đúng thực lực để họ được vào. Nhưng để tìm một người hát với anh cũng không có. Nên em xin lỗi, em phải nói một câu như thế này. Nốt nhạc cuối cùng, con đường cuối cùng của hai người đành phải gặp nhau. Lần đầu tiên gặp anh Quang, Chuyên cũng ngỡ ngàng. Anh ơi, thế hát như thế nào? Cái bài hòa âm này là bài anh đau đầu nhất. Làm sao để dung hòa? Một người vẫn phải có một cái đất riêng, và người kia có một đất riêng, rồi cuối cùng cái con đường hạnh phúc hai người đi chung như thế nào? Và hôm nay ngược lại những gì em tưởng tượng trong đầu, em là người không thành công trong bài này hơn là anh Quang. Anh nghĩ là sau cái này em sẽ có một cái kinh nghiệm sâu sắc hơn, để anh mong cặp này tiếp tục tỏa sáng vào vòng trong. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Minh Vy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mời giám khảo đưa ra quyết định của mình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một chọn, xin chúc mừng. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Nãy giờ Thục có thấy vợ của anh Quang ngồi dưới xem và rất là xúc động. Giờ Thục chọn nhé, chị nhé. Dạ. Một chọn nữa, xin chúc mừng. Hai chọn. Ca sĩ Hiền Thục. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Xin chúc mừng. Ba chọn. Anh Minh Vy chọn hay không chọn? Anh công bằng. Không chọn là để cảnh báo em, em đang nằm trong vòng nguy hiểm. Nhưng dù sao vẫn chúc mừng em vì đã được ba giám khảo kia chọn. Riêng anh thì không bấm được. Vâng, như vậy xin được chúc mừng anh Quang và Trang Chuyên. Xin chúc mừng hai. Sẽ mãi yêu em, sẽ mãi.
nụ cười bé nhỏ, có những tình yêu bé nhỏ, có những dại khờ thế thôi. Có những con đường bé nhỏ, có những lần hẹn nơi đó thế thôi. Mưa rơi góc phố, mưa rơi ướt tóc em rồi. Anh sao xuyên cơn mưa như rơi cố ý, cơn mưa cho ta đứng bên nhau. Và ta lại bước chung đường, và ta bên nhau mãi. Thế thôi, tình yêu nhỏ bé đến như thế. Và anh sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên em, sẽ luôn giữ em bên anh không để mất em. Thế thôi. Thế thôi. Có những con đường bé nhỏ, có những lần hẹn nơi đó. Thế thôi. Thế thôi. Bờ môi lại sát bên nhau nhé. Và ta lại nắm tay nhau, và ta lại bước chung đường, và ta bên quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Thế Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang với cặp đôi fashionista của chúng ta trên sân khấu. Bởi vì cái cách ăn mặc nó quá là dữ dội. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hai bạn nhé. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Công Minh, em đến từ Kon Tum. Hiện tại thì em đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài đi hát ra thì em còn là quản lý. Thế hôm nay điều gì đã khiến em trở nên lột xác như thế này? Bộ đồ này ở đâu ra? Dạ, bộ đồ này thì em đặt xong rồi em phối lại. Vâng, hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với team lấp lánh. Mời em. Em tên là Lê Đình Long và em đến từ Bình Dương. Năm nay em 21 tuổi. Và công việc hiện tại của em là đều liên quan đến âm nhạc ạ. Xin cảm ơn ạ. Là em làm gì cụ thể? Hiện tại em đang đi hát tất cả các show. Nếu mà có mời mình là mình đi hết. À, tức là thiên về hát đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của ban giám khảo dành cho cặp đôi lấp lánh và lồng lộn này. Xin mời chị Tư Cẩm Ly. Anh thấy chị có vẻ hơi lo lắng. Chưa ổn lắm cho nên. Gì ạ? Không có. Để coi cái áo đen đó anh bận được không? Cái áo nào? Cái áo đen cái áo đó này hả? Anh bận thì anh phải mặc cái áo màu đen trên trong. Chứ anh mặc cái lưới mà cái hộp như thế này là khó lắm. Nó ngứa nữa. Dạ. Cái này chắc hợp với Hoàng Việt Nam hơn. Hợp với Hoàng Việt Nam. Trời, Hoàng Nhật Nam chưa bao giờ mặc đồ lưới mà lấp lánh đến như vậy. Cô Tư cổ công nhận cổ đồn thổi như thế nào á. Bữa nay cổ không thương tôi như hồi xưa nữa. Không có, tại vì anh Nam anh đã từng lên sân khấu anh biểu diễn rồi anh hát trời ơi máu lửa lắm y chang vậy luôn đó. Nhưng mà chưa mặc áo lông như vậy. Thì thiếu bộ đồ thôi đó. Bộ đồ dữ dội quá. Dạ đúng rồi.
theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi. Xin mời chị Tư có tiếp tục mời chị nhận xét Chị xin lỗi nha, trong đây ghi em là Minh Hồ, nhưng hồi nãy em giới thiệu em là không phải Hồ, cái gì Minh? Công Minh. Vậy bây giờ chị gọi em là Minh Hồ hay Công Minh đây? Dạ, em xin chia sẻ một chút là 2 năm trước thì em đã có gặp cô Cẩm Ly rồi. Nên là em muốn gọi Công Minh để có thể cô nhớ đến em. Cái quan trọng là em đang dùng nghệ danh nào? Dạ, hiện tại thì em đang dùng nghệ danh là Minh Hồ ạ. Thôi vậy để gọi Minh Hồ đi nha. Minh Hồ cho người ta nhớ luôn nha. Ở đây thì Minh Hồ hát thì em hát rất là chắc hơn. Em bản lĩnh, em tự tin hơn. Ấn tượng cái lúc ban đầu mà mới bước ra là bắt đầu... mà hình như là hai cái cánh tay này nó có cái rua rua gì nó trong cái bóng đêm á, cũng đẹp lắm. Em giơ cái cánh của em lên coi. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Có sự chuẩn bị rất là tốt. Hát thì có máu lửa đó, nhưng mà cái cách hát của Long á, nó hơi chạy đều tí xíu ở những cái đoạn đầu. Phải chi em tách câu rồi em hát lúc mà nó thấp á, kỹ một tí xíu nữa thì bài nó sẽ ấn tượng, nó không có dàn đều. Trong khi ở bên đây thì Hồ rất là cá tính, nhưng mà có một cái chị hơi rối loạn tí xíu là tại vì á, ok phong cách, nhưng tụi em nhoi nguyên một bài, tụi em không đứng yên được, chị nhìn muốn sang chấn tâm lý. Tức là chị bị rối loạn tiền đình. Nhưng mà cái đó ok phong cách, nhưng mà không nhất thiết là mình phải nhoi hết nguyên một cái bài vậy. Tụi em đâu có đứng yên, cái chân không yên luôn, mà nó sẽ tốn hao năng lượng của mình rất là nhiều nha. Hai đứa tụi nó đủ năng lượng để làm, nhưng mà dù có đủ năng lượng thì em nhoi quá, người ta cứ lo nhìn mấy cái chân của em không hà. Cho nên là cái đó là mình tiết chế là thôi, chủ yếu quan trọng vẫn là giọng hát. Cảm ơn tiết mục của hai đứa. Cái gì nè, hai đứa có máu lửa, Long có máu nhưng lửa chưa tới. Là sao? Anh bắt được 2 lần anh tính đưa mic lên. Em cảm giác nếu không được, quay ra sau lưng, hát không hát ai biết, hiểu không? Và để lộ cho người ta thấy. Về lửa là Minh Hồ. Ok, có Long có luôn. Chưa đủ tự tin để phát huy. Nhưng mà anh khen là tụi em hát bằng cái giọng thật vừa đủ. Chút xíu bình chọn sao? Bạn Hồ ơi, bạn ở nơi khác và đến Sài Gòn để công tác. Dạ, em ở Kon Tum nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Bạn có đi hát hay là đi học gì trước đó không? Dạ, em thì chưa học gì trước đó. Hồi xưa là em học xã hội học của trường Đại học Khoa học Huế, không có tham gia gì hoạt động nhiều. Chị chỉ muốn hỏi vậy thôi. Tại vì một bên là bạn chỉ ca hát và ca hát, tất cả đều dồn vào ca hát. Còn em thì chị thấy hơi đặc biệt vì là em đi làm một cái ngành nghề khác và cũng chưa bao giờ đi hát, chưa có bao giờ học qua cái trường lớp nào. Nhưng mà giọng của em đúng là kết hợp với bạn thì máu lửa thật. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn Hiền Thục. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ban đầu thì anh gây ấn tượng bởi Đình Long bởi vì là áo chiếu quá, rồi còn tu rua nữa, rồi lại hát đầu, rồi hình thể của em cũng cao to hơn bạn, cho nên là có phần lấn át. Đó, thì cái đó cũng là một cái gọi là mình cũng có chiêu để mình có thể gây được cái sự thu hút cho mình. Tuy nhiên thì bạn Minh Hồ cũng không phải vừa, bạn cũng phải kiếm cái áo chiếu bên trong. Nhưng mà bạn Minh Hồ thì tuy thể trạng nhỏ hơn, nhưng mà về sau khi mà xuất hiện vào những cái đoạn mà cần phô diễn á, thì bạn Minh Hồ có những cái đoạn bắn lên cao và những cái đoạn mà gọi là nổi loạn á, trong giọng hát và trong cái cảm xúc á, thì những cái đoạn đó nghe rất rất là đã. Thì anh chúc mừng Minh Hồ. Còn Đình Long thì nếu như có cơ hội mà tiến tiếp cùng với bạn của mình thì em cũng sẽ phải trau dồi và nỗ lực hơn rất là nhiều. Mình đã có những cái lợi thế của mình như anh đã kể trên rồi, thì giờ mình cố gắng mình tập luyện thêm về cái phần giọng hát và cái bản lĩnh sân khấu để có thể cùng với bạn mình có một cái mức năng lượng ngang bằng để mình có thể cộng hưởng, để không có bị lép quá khi đặt bên cạnh bạn. Chúc mừng cái phần trình diễn vừa rồi. Xin cảm ơn đại diện Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của các vị giám khảo, chọn hay không chọn. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chưa thể là đạt được điểm 10, nhưng mà có thể cho Kem một cơ hội. Một chọn. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Hai chọn. Hai chọn. Ca sĩ Cẩm Ly. Ba chọn. Ba chọn. Xin mời nhạc sĩ Minh Vy. Anh neo lại vì Long, Hồ. Ok, tiết mục này em làm tốt. Còn Long chỉ vì vài cái phần chi tiết nhỏ thôi. Nhưng mà nếu nắm 4 chọn luôn thì sẽ không hợp lý cho tất cả các bạn trước nha. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Xin được chúc mừng Long và Hồ. Hai bạn đã giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ
Hãy cùng đến với cặp đôi tiếp theo.